Trưa ngày 13 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, PC02 đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh, còn gọi là Tina Dương. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh của PC02, Công an Bình Thuận được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận phê chuẩn vào cùng ngày. Đây là hoạt động tố tụng mới nhất liên quan đến Tina Dương, Ninh Thị Vân Anh sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phan Thiết khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ngày 10 tháng 10 và chuyển hồ sơ lên PC02, Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền. Như thanh niên đã thông tin, bị can Ninh Thị Vân Anh còn được biết đến với các biệt danh Tina Dương, Anna Hot Gilly, nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian gần đây. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi Ninh Thị Vân Anh thuê xe ô tô biển số 51H24274 của công ty GDV thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm nhận xe là tại thành phố Phan Thiết để sử dụng. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 là thời điểm hết hạn theo hợp đồng nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả,